Theo lộ trình sẽ đi từ Bắc xuống Nam quần đảo Trường Sa, lần này các đảo đầu tiên mà tàu HQ571 ghé thăm là đảo Sông Tử Tây và đảo Đá Nam. Vì sức chứa trên đảo Đá Nam rất giới hạn, chỉ một phần khách từ tàu được chọn lên thăm đảo này. Đảo Đá Nam thuộc loại đảo chìm, không có đất nhô cao khỏi mặt nước biển, do vậy đảo được xây dựng như một công sự trên nền đá ngầm san hô. Theo tài liệu của Bộ Tư lệnh Hải quân Cục Chính trị, ấn bản tháng Giêng năm 2013, đảo Đá Nam nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa với tọa độ là 11 độ 23 phút 18 giây bắc và 114 độ 17 phút 54 giây đông, cách đảo Sông Tử Tây khoảng 3,5 hải lý về phía tây nam, là một trong những đảo có vị trí quan trọng trên quần đảo. Đảo Đá Nam nằm theo hướng đông bắc tây nam, dài khoảng 2,3 km, rộng khoảng 1,5 km. Khi thủy triều thấp có nhiều đá mồ côi nhô lên khỏi mặt nước, độ cao trung bình khoảng 0,3 m. Phía đông nam của bãi cạn có một hồ nhỏ dài khoảng 600 m, rộng 150 m. Khi thủy triều thấp nhất, độ sâu của hồ từ 3 m tới 15 m. Nên nếp cái độ ngày tuần được duy trì nghiêm túc theo đúng chỉ thị 1147 và 4890 của tôi đại nhân quân, tác phong tập công tác luôn bảo đảm đúng quy định. Toàn đơn vị có ý thức tự giác cao trong rèn luyện chấp hành kỷ luật, không có quân nhân vi phạm quy luật phải xử lý. Về công tác đảng có vấn đề về chính trị tư tưởng, đảo duy trì nghiêm nề nếp chế độ công tác đảng công tác chính trị, tập trung xây dựng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về âm mưu thủ đoạn của nước ngoài, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong đơn vị. Qua đó trong năm 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, đoàn kết khắc phục khó khăn, không ngại khó khăn gian khổ, chấp nhận hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo được phân công, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt văn hóa chính trị thần. Lần thứ hai trở lại đảo Đá Nam sau đúng một năm, cảnh vật hầu như không có gì thay đổi. Tuy nhiên về mặt nhân sự, có lẽ do thời hạn phục vụ, nhiều người đã chuyển về đất liền hoặc sang các đảo khác, nên không còn thấy khuôn mặt quen thuộc nào của năm trước. Trả lời phỏng vấn của phố Bosa TV cùng với một đài truyền hình trong nước, Đại úy Trần Văn Trình, chính trị viên đảo Đá Nam cho biết một số thông tin về đảo. Một năm thì đối với đảo Đá Nam á, thì cái thời tiết thì nó rất là khắc nghiệt, nhất là trong vào cái dịp thời điểm là từ tháng 6 đến tháng 12 của cuối năm thì là sóng rất là to, có cả bão gió và đánh lên, có thời điểm là sóng đánh cả lên tới tầng 2. Do vậy là nó rất ảnh hưởng cho cái việc là tăng gia chăn nuôi. Hiện nay thì đối với đảo Đá Lam thì cũng đã khắc phục bằng cái biện pháp là che chắn cái khu vực tăng gia tương đối là gọn và kiên cố. Song với điều kiện sóng to gió lớn thì có thời điểm thì công tác tăng gia cũng chưa thể đảm bảo được cho cán bộ chiến sĩ.
cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Đặc biệt là cái chất đất do cái nước mặn nó đánh lên như vậy, rồi cái chất đất hàng năm thì nó cũng ảnh hưởng đấy, trong cái công tác là tăng gia để đảm bảo tốt cho công tác tăng gia. Thì đối với cán bộ chỉ huy đảo thì luôn luôn là tìm mọi cái biện pháp để khắc phục cái công tác tăng gia bằng cách, bằng mọi biện pháp che chắn và đưa chuyển các cái bồn rau vào các cái vị trí mỗi khi thời điểm mà sóng đánh theo cái hướng đó, chúng tôi lại chuyển về cái hướng mà khuất tránh gió tránh bão. Hàng năm thì công tác tăng gia thì cơ bản chúng tôi là đảm bảo được, và cán bộ chiến sĩ từ đó thì cán bộ chiến sĩ thì có cái nguồn tăng gia rau xanh, do vậy là cái tư tưởng của cán bộ chiến sĩ nó cũng đảm bảo rất là tốt. Đối với cán bộ chiến sĩ thì được nhận cái nhiệm vụ đó là vừa là cái trọng trách, cũng là cái nghĩa vụ và là cái rất là cái cao cả và cũng rất là tự hào. Thì đối với cán bộ chiến sĩ thì ngoài cái công tác tăng gia chăn nuôi thì cái nhiệm vụ chính đó là nhiệm vụ trực và sẵn sàng chiến đấu 24/24, duy trì các cái vọng gác và sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý trong bất kỳ mọi tình huống nào khi mà nước ngoài có biểu hiện, báo cáo kịp thời đúng quy định. Đối với đảo Đá Lam thì hàng năm, đặc biệt là trong thời điểm đầu năm, sóng gió thì nhỏ, do vậy là ngư dân ở các cái tỉnh, đặc biệt là Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định ra tương đối là nhiều. Thì đối với cán bộ chiến sĩ thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng thấy rằng là đối với người dân, ngư dân cũng còn khó khăn hơn. Do vậy là khi có cái tình huống nhưng mà ngư dân gặp nạn hoặc ngư dân mà ốm đau cấp cứu thì chúng tôi đều tạo điều kiện hết sức chữa bằng biện pháp là cấp cứu nhanh và sử dụng các loại thuốc hiện có trên đảo để cấp cứu đối với ngư dân tàu cá. Do vậy trong cái thời gian vừa qua thì đối với cán bộ chiến sĩ đảo và ngư dân tàu cá là tạo được cái mối đoàn kết rất gắn bó và keo sơn. Anh Trần Văn Trình có thể cho biết là ngư dân đánh cá và vùng biển xung quanh ở đây là duy nhất là ngư dân Việt Nam hay còn có những ngư dân ở các nước khác? Thì với anh là đối với vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa, đặc biệt là đối với đảo Đá Lam thì hàng ngày, hàng tháng thì ngoài những cái tàu cá của Việt Nam thì vẫn có những cái tàu cá của nước ngoài, đặc biệt là đối với tàu cá của Trung Quốc rồi Philippines đánh xung quanh khu vực đảo. Thì căn cứ vào cái tình hình nhiệm vụ thì chúng tôi bằng mọi biện pháp xua đuổi, đẩy các cái tàu của nước ngoài, tàu cá nước ngoài ra khỏi cái khu vực mà đảm nhiệm, song vẫn giữ được cái tinh thần là đoàn kết và đoàn kết, không ảnh hưởng gì đối với các cái lực lượng nước ngoài. Nói về lực lượng nước ngoài thì suốt năm qua có những cái báo động gì lớn hoặc nhỏ trong suốt năm qua không ạ? Trong những năm qua thì đối với những lực lượng lớn đối khu vực quần đảo, đặc biệt đối với đảo Đá Lam thì cũng không có biểu hiện gì lớn, đặc biệt về tàu bè không có gì lớn. Qua hai ngày lênh đênh trên biển khơi, rồi đảo Đá Nam là cái nơi mà đầu tiên được dừng chân đến, thì rất là xúc động khi mà được tiếp xúc với các chiến sĩ, thì cảm thấy cuộc sống bình yên nơi biển đảo mà các anh đang làm nhiệm vụ để cho nơi quê nhà được có một cái vùng biển đảo luôn luôn được thanh bình, thì thật là xúc động và rất là cảm ơn các chiến sĩ đã ngày đêm canh giữ nơi
biển đảo quê hương. Cuộc sống ở trên đảo này dù nó không được đầy đủ tiện nghi như ở trong đất liền, nhưng mà ra đây cuộc sống tình cảm anh em ở ngoài này rất là gắn bó, và tôi sẽ không bao giờ quên những ngày được sống chung vui cùng những anh em ở trên đảo. Đặc biệt là những anh em công tác cùng tôi trên đảo Đá Nam cùng tháng trong đi cùng một chuyến tàu. Từ nãy giờ là em đi thăm thú các nơi và còn nói chuyện với các anh bộ đội ở trên này. Thì em đi thăm em thấy các anh có những vườn rau và những nơi ăn ở cũng có thể nói là khá là thoải mái. Nhưng mà có một điều là em rất là cảm phục các anh, bởi vì em còn nói chuyện với một anh bộ đội đứng canh gác trên chòi. Mặc dù trời nắng và sóng biển, anh có thể nói ở đây là rất là nắng nóng, mà các anh vẫn phải đứng gác cả một buổi hay là cả một chiều, buổi sáng, cả đêm, và kiểu đứng gác canh cho bên đảo Tổ quốc. Và cái điều này làm em thực sự rất là cảm động. Chúc các anh sức khỏe để phục vụ cho đất nước. Và thứ hai là luôn luôn tin vào cái khả năng và cái niềm tin, cái lý tưởng của mình, tình yêu đối với đất nước. Và thực sự là chúng em rất là cảm phục, rất là cảm ơn các anh đã hy sinh cho cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc yêu dấu của chúng ta. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Mỗi người có một cách yêu nước khác nhau, và thực sự qua cái chuyến đi này thì em thấy cái sự hy sinh của nó lớn lao như thế nào. Và đối với bọn em, nhất là những du học sinh ở nước ngoài nữa, bọn em có những cách đóng góp khác nhau để cho đất nước của mình. Kiểu mình ra nước ngoài, mình làm việc làm sao để xây dựng được hình ảnh của đất nước đối với bạn bè quốc tế, hay những người trên đất liền làm sao để có thể giúp đất nước mình phát triển, và nhất là về mạnh và mảng kinh tế xã hội. Đó là kiểu mỗi người có một cách yêu nước khác nhau như vậy. Thì em luôn luôn mong muốn mình và bản thân và mọi người kiểu có một cái gì đó, một phần đóng góp theo chính cái khả năng của mình. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.